nhảy đi, nhảy đi. Muốn con. Coi bánh quạt cho thay thấy kìa. Nóng. Chào chào mọi người đi. Chào mọi người. Mặt làm gì? Hello. Chào mọi người. Chào lại coi. Hello. Để kiểu con ớt rồi. Nhảy sao? Nhảy sao vậy? Nhảy đi. Mặt cái cưng gì vậy? Nhảy sao không? Nhảy kiểu ớt đi. Ô mấy tuổi không? Mấy tuổi rồi? 10 tuổi hả? 10 tuổi. Gì hả? Có con gái chưa? Cá đâu? Cá chồng kìa. Chào cả nhà nha. Hôm nay thì mấy cậu cháu mình đang đi kiếm vài con cá lóc để chuẩn bị kiếm một cái cảnh nào đẹp không cả nhà. Giờ mình đang kiếm cá lóc rồi cả nhà. Cá lóc cái này nhiều lắm. Giờ bắt đầu mình bắt cho mọi người xem, rồi sau đó mình xuống mấy cái cảnh đá đó, cái mình nướng lên vài con này nha. Cá lóc có bự không à? 80 kg. Vớt đi, kiếm con bự đi nước. Còn con bự kìa, biết bán con bự không? Đừng chụp cái đầu á. Cái này mình bán 1 ký 80 không anh? Hả? 80. À, cứ gì anh đập chết cho em nha. Lựa đi, lấy con bự đi, con lựa lựa. Con này con bự đi. Bắt em gỡ 3 4 con vậy đó. Lấy con bự ra. Thêm con lên rồi căng lên thử. Bắt đầu nó chết luôn. Còn mấy con nó bự không? Còn hết rồi. Còn như đó 4 con nó bự. Chứ có con bự lắm. Con này nè. Đây, con đây. À, mình mua cỡ tầm gần 300 ngàn đó cả nhà. Con cháu thuộc lại bây giờ đi nha. Kiếm chỗ nào ngon nha. Ngon lắm. Lại xuống dưới kêu nó đi lấy than mà được. Mất tiền rồi đấy. Mình đã tới một cái cảnh rất là đẹp nha. Mình sẽ bắt đầu dùng mấy cái củi này nè. Mình kiếm mấy cây này ra để mà mình chuẩn bị xiêm mấy con cá lóc vô để mình ăn nha cả nhà. Đó. Đây là những con cá lóc mà từ ở ngoài đất liền họ đưa vô. Thì mấy đứa cháu mình nó đang rửa với lại đang chuẩn bị sơ chế, chuẩn bị bắt đầu mình sẽ kiếm một cái cảnh thật đẹp hơn nữa rồi mình
thưởng thức mấy con cá lóc này nha. Đó, đây là cá lóc mình nướng tại ngay đảo mình luôn. Chút nữa đi coi có mấy miếng xốp, coi có mấy miếng nhựa, coi có miếng nhựa nào mình lấy mình lót cho nó. Trời ơi, ở nhà mình mới tới cái chỗ này thấy không? Đây là cái cây gì cả nhà biết được thì bình luận cho mình nha. Cây dứa hả? Ra mình đã đảo lâu mình không biết cái này cây gì luôn, tại có lẽ lâu quá mình không biết cái nha. Cây này thì nghe nó ngâm rượu lại trị thuốc ngon nha, làm thuốc, cái quên làm thuốc rất là ngon. Cây này nè đó. Rồi bây giờ là mình đã kiếm được một cái chỗ cả nhà, chuẩn bị mình sẽ bắt thang ở đây ha. Đó, bắt thang đây rồi. Ở chỗ này quá đẹp cả nhà không, bắt thang ở đây ha. Mấy cô cháu sẽ tôi ngồi cho nó ăn, kiếm cục đá bằng như nè, cái thưởng thức. Cái nhà mình mới làm lửa xong, mình sẽ chờ cho hết lửa đi ha, rồi mình chờ cho hết lửa cho thành than xong cái mình bỏ, mình rải cá lên nguyên cái than. Hên quá, hồi sáng nay mưa giờ nó bớt lại cái nhà đó. Giờ mình chờ chút xíu đi ha, chờ xíu nó hết nó thành than rồi đầu cái mình sẽ. Bốn đi chứ không đổi cậu. Cái lóc ừng con này nữa nè. Đầu cái đầu bá luôn vậy nè. Đầu gì nè cậu. Mình đã xiên que xong rồi cả nhà. Giờ mình sẽ chờ cho than nó chín rồi mình bỏ vô lửa nha. Cái lóc bữa đi con đòi bựng con này nè, đầu gì nè. Dính lửa. Thấy giống lửa. Ê, đừng đưa vô lửa, từ từ, chị ra đi. Cho than xuống hết ra rồi đưa vô hiểu không? Để ngoài đi. Đây ốc thì lắm nha mọi người. Đây ốc rất là nhiều. Này mình có thể là đặt gam câu cá nha. Đặt game gam câu cá rồi. Để kiếm một số cá dưới biển để mình câu. Đấy, ở đây là đặt gam một hai con rồi kiếm vài cá dưới cá đủ dưới này. Oh.
lại cho chồng chị á. Kéo đi, kéo đi. Mấy cậu cháu mình chuẩn bị đưa cá vô nướng nha cả nhà. Giờ đã có than rồi, giờ mình đưa cá vô mình nướng nha cả nhà. Với lại trời đang nắng quá. Cái này là do tự nó xuất gan nha mọi người. Nên bây giờ mình phải đâm vô lại. Nó quẩy 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 quẩy. Chưa đâm chắc nữa đó, cái cây này nè. Chưa đâm chắc. Rồi. Mày không tên không? Rồi, dạ con. Không, đã lắm, đã lắm. Con lấy cái hơi nóng mày ơi, hơi nóng ra chưa hả? Ủa vô mắt thấy đường thôi. Bây giờ nước xuống em mới uống miếng nào. Mình gán mình chờ trong vòng cỡ 15 20 phút nữa đi ha, cho cá lóc nó chín. Đó. Tại vì đây là đảo nên không có rơm. Cả nhà ơi, mình mới nướng xong một con, bây giờ mình thử coi nó chín chưa nha. Nè. Có chờ 6 lần 2 chừng. Chín rồi nè. Hãy bỏ trái đi rồi, cái tái kìa. Nè cậu. Cái tái nha. Dùng cái tái quá hả cậu. Đừng có vẽ bự. Chứ muốn hỏi nó kệ cậu. Ở trên đó có không? Cậu có trên đó con nữa. Rồi bây giờ mình đã nướng cái lóc xong rồi, mời cả nhà cùng thưởng thức với mình món cá lóc ở trên đảo của mình nha. Đây, đây là những thành viên ở trong clip của mình. Bây giờ là mình mời cả nhà thưởng thức nha. Ăn thôi các bạn ơi. Nè. Lấy dao chẻ ra đi. Rồi đúng mày cái bóc luôn rồi. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Đây. Mời cả nhà nha. Ăn cái ruột coi nhớ lát lấy ruột ăn á. Ngon. Đưa gà nha, cho lấy lũi nóng cái mặt nó bể nóng này, cái mặt làm nó nóng quá. Để mặt nó đắng đắng. Nè hao. Cậu nói thiệt như đang ăn mấy cậu chắc ăn no luôn á. Mời cả nhà nha. Rồi. Giống như thịt gà cả nhà ơi, rất là ngon nha. Ăn ngon nha. Sao con ăn hết hả? Dạ. Sáng cậu chưa ăn cơm. Né cái mặt ra được rồi. Cậu có gì ăn
Cá này rất là ngon cả nhà. Nếu ai đã từng thưởng thức thì sẽ biết nha. Nói chung là hôm nay cậu cháu mình làm một cái clip ở đảo cho các anh xem nha, rất là ngon. Nó như là gà cả nhà. Ăn nó vô ngon lắm. Cá này. Rồi mấy cái ruột nó ngon nữa, bể mặt nó tủng. Có con mình con của con không bể rồi. Lấy lột cái này ra trước ha anh chị. Cả nhà nha, rất là ngon cả nhà. Nó giống như thịt gà đó các bạn. Ăn trong đó có suối đó. Dưới kia. Ấy, con của em kìa. Ăn nè, thịt nào. Nè. Trời ơi trời. Nè cả nhà. Cái đầu cũng rất là ngon cả nhà. Nó ăn mà gần hết luôn, nói chung là ở đây gần tới 7-8 con. Đó. Thì mình lâu lâu làm một cái clip để cho mọi người xem cái món ăn cơ khẩu vị nó như thế nào, rất là ngon cả nhà, cùng mấy đứa con cháu vậy. Chứ món ăn nó cũng là một cái tinh thần cho mọi người cùng xem. Bây giờ mời cả nhà cùng ăn với mình tiếp nha. Rất là ngon cả nhà, chảy mồ hết trơn. Thôi, tụt cái ra thịt nè. Thôi bây giờ mình xin tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn theo dõi. Nhớ ủng hộ kênh của mình để mình càng mạnh lên nha. Rồi mình còn những cái video sắp tới và ngon hơn nữa. Xin chào các bạn, cả nhà. Bye bye. Nhà nha.